Nhảy đi chị. Hey. Nè phải. Rồi và bây giờ trở lại chương trình với tiếng hát của người đẹp Lan Di. Rồi chương trình Đất Vui Văn Nghệ, chương trình Cây Nhà Lá Vườn nhũ gì nha. Để phục vụ cho tất cả mọi người thì những anh chị em bạn bè mình đến quán Thu Phương Cái Viên Chiên, 349 Ngô Gia Tự, phường 2, quận 10. Mình ăn cái viên chiên, mình uống nước là tiệm chúng em sẽ phát cho quý vị. Lá vé lô tô là hoàn toàn miễn phí nha anh chị mình nha. Dạ còn một vòng sơ khảo nữa. Dạ anh chị nào mình hãy ngồi cuối chương trình. Rất là nhiều tiết mục hay, chương trình trình diễn thời trang Victoria Xích Rịch. Em mời 4 cô người mẫu đến từ đất nước Thái Lan để mà trình diễn cho tất cả mọi người. Dạ, và giải ưu tiên giải hữu nghị. Cái gì vậy? Vitamin B3, B6, B12, hoàn toàn từ sữa chua sạch TH và trái cây tự nhiên. Vâng, qua đây là một đêm đẹp cho sản xuất hệ. Thôi chị Vinh, em Vinh Vinh, em Vinh Vinh xuống đi, Vinh Vinh xuống. Trong tình yêu, dừng anh chỉ có biết em, yêu em trong đời. Em yêu em, tình dung em cần tới anh, anh xin một đời. Bình vô. Sống yêu em, tình dung yêu giật lên. Let's go. Một chút em lộn mèo luôn. Rồi anh chị mình coi xong livestream, anh chị mình ra quán ủng hộ giùm em nha. 349 Ngô Gia Tự, phường 2, quận Đại Hồng. Ngồi dưới không nghe. Nghe một chút nữa chị kêu lô tô quý vị, em nhắc lại cho khách giùm chị nha. Huy mấy người vậy anh? 4 người. Dạ dạ 4 người lên đây giùm em luôn đi, qua đây cũng được nè anh. 4 người vô ngồi giùm em đi chị. Có vé kìa em ơi. Dạ ai chưa có vé giơ tay lên giùm em sẽ huy động 40 bằng cái gì vậy? Anh biết thì bản thân tôi để đứng nhiều. Trời ơi ông nội vậy? Trời ơi nói quá trời nói. Rồi ai chưa có vé giơ tay lên giùm em nha. Em sẽ huy động 43 BD lệ tận bàn luôn quý vị ơi. Rồi quý vị có vé trên tay hướng mình sân khấu chuẩn bị chúng ta dò xuống. Dạ chuẩn bị dò xuống mấy chị ơi. Những ai có những cái vé trên tay chuẩn bị dò xuống. Không có tốn tiền vé. Vô đi, không phải. Vô bàn ngồi đi. Mỗi người một vé giùm em nha. Gặm. Cầm. Tự phát giùm em đi. Kìa. Vợ vô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
41 là tấm vé cờ hình xích lô ở dừng xe. Xe. Rồi quý vị ơi, vui lòng phan phán vé như vậy nha. Đề phòng kinh giật, kinh phong và kinh sổ. Rồi cái đây luôn em dò vé cho chị luôn chị ơi. 41 giờ điểm kêu qua. 41 giờ điểm kêu qua có 1. 54. 54 có 2. 38. 38 có 3. Số 6. Số 6 đầy đủ hợp lệ. Rồi hợp lệ xin chúc mừng chị. Dòng này chị trúng trong một bộ tóc giả. Chị lấy hiền hay là mai lấy chị? Thiệt có gì chúng tôi có gì chúng tôi tốt giả. Em không em có tóc rồi. À vậy là không. Bây giờ giống như là nguyện vọng, giống như là mơ ước của chị, hay là giống như là cái may mắn của chị là chị muốn nhận gì? Chị muốn nhận con gấu bông. À bây giờ có hai loại, một loại là gấu bông, một loại là gấu bóng. À chị thích gấu bông hả? Rồi thích gấu bông em tặng cho chị con gấu bông luôn. Đây dòng đầu tiên em tặng cho chị con gấu bông nha. Dạ chị là người may mắn đầu tiên. Chúc cho chị sức khỏe nghe chị yêu nha. Rồi còn rất là nhiều quà tặng quý vị nha. Còn gấu bông nè, máy cạo râu nè, máy cắt lông mũi nè. Dạ nói chung là hôm nay chương trình lại đặc hợp là nhiều lắm. Dạ còn vé nữa quý vị ơi. Dạ bây giờ là tụi em sẽ bỏ banh vô một chút nữa tụi em sổ nữa. Và bây giờ trở lại tiếng hát của người đẹp Ngọc Nhi và người đẹp My Candy. Hai đi gô lợn. Mấy gì đây, mấy gì đây, còn gì ra đây? Người đàn bà có cây cà lem sô-cô-la. Người đàn bà có cây cà lem hương vani. Người đàn bà có cây cà lem hương dâu tây. Nguyên một mày có cây cà lem sô-cô-la. Con số ba, con số ba, con số ba, con số ba. Ra con số ba, con số ba, con số ba, ra con số ba. Con số gì đa mấy gì đây, con số gì đa. Con làm gì đây, con làm gì đây. Con làm gì đa, con làm gì đây, con làm gì đây. Điều ơi em xinh em tươi sắc tài. Kết ai không đâu, đời em như con chết. Con 51 à, 51 rằm mươi mất con 51. 51, 51, số gì đây, số gì ra. Số gì đây, số gì đây, số gì ra. Nàng luôn im đến là con số chết. Con số chết, con số chết, con số chết. Con số chết, con số chết, con số gì ra, số gì ra. Ở quê là mang mà không ra. Em lên Sài Gòn em đi bán bánh gà. 28, 28 28, 28, số gì đây, con số gì đây, con tờ gì đây, con tờ gì ra. Anh đây đâu thật, anh đây đâu thật. Em đưa anh về, em đưa anh về. Anh đây đâu thật, ở đây em đây không quên. Đưa nhau lên nào về quê, em cũng học quê. Về đây mình tốt
Rồi cái gì vậy? Trời ơi. Rồi, giờ tôi chỉ giải luôn. 33 chỉ điểm chưa qua. Có 1. 51. Có 2. 18. Có 3. Số 9. Có 4. Hợp lệ. 33. Có 1. 51. Có 2. 18. Có 3. Số 9. Đủ tư quý. Rồi, hợp lệ xin chúc mừng hai chủ nhân. Dạ, dòng này sẽ là một cái gì vậy? Con gấu kia đâu rồi? Con gấu màu nâu đâu? Quỷ ma. Con gấu màu nâu đâu? Ôi, con gấu màu nâu à? Con gấu màu nâu đâu? Trời ơi, nó chúng con này mà phải quay số chị ơi. Tại vì dòng này hai người trên. Long Long, bỏ vô Long ơi. Bỏ vô bây giờ là quay số nha chị nha. Quay số đi, anh chị nào mình số lớn nhất là mình sẽ nhận được con gấu. Ai số nhỏ là mình sẽ không được nhận gì hết. Dạ, còn một giải đặc biệt là một con gấu bự đúng không chị ơi? Con gấu bự màu hồng. Con gấu bự màu hồng sẽ thuộc về ai? Từ từ chị, đừng manh động. Rồi, bé gái này và chị gái này sẽ bốc thăm. Chị gái nào số lớn người đó sẽ được con gấu. Ai số nhỏ người đó sẽ được con bóng. Rồi, hên xui. Rồi, trời chị quay nãy dạ. Vui vẻ không quạo luôn. Rồi, ai sẽ là Miss Trend 2023 sẽ gọi tên ai? Xin mời thí sinh U40. Trời ơi, con số 2. Trời ơi, 12 thắng giải. Xin chúc mừng em gái đã nhận được một con gấu bông. Chị giải trúng. Rồi. Rồi chị trúng được một lớp 10 vé. Rồi về đẳng đi một chút giò dòng đặc biệt. Màu vàng luôn đi cho hết. Màu vàng đi, màu vàng đi. Rồi còn một dòng đặc biệt nha quý vị nha. Dòng đặc biệt sẽ là một con gấu bông bự thiệt là bự luôn quý vị ơi. Dạ, mỗi người một tờ lá vé màu vàng luôn. Anh chị là mình vào mình order cái viên chiên với nước giùm em nha. Vé là hoàn toàn miễn phí quý vị ơi. Vé là hoàn toàn miễn phí.